Hello, video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu một trong những công cụ tuyệt vời nhất nữa của Excel đó là filter lọc dữ liệu. Đây có thể nói là một trong những công cụ chúng ta thường dùng nhất khi chúng ta làm việc. Đặc biệt đối với những bảng tính dài. Giả sử tôi có một cái bảng tính như này nhá, như này. Bây giờ à, mỗi cái sản phẩm này, giả sử tôi đánh dấu cho nó một cái mã như này táo thì là mã là tao như này dâu tây thì như này như này như này như này thì cái mã này này anh em nên để là nó không có dấu tiếng việt nhé và tốt nhất là nó không dấu cách luôn rồi khi làm việc chúng ta chắc chắn phải làm động tác này này bây giờ giả sử anh em muốn lọc ra tất cả những cái hàng những cái dòng mà sản phẩm là táo thì anh em làm như nào thì công cụ filter này sẽ giúp cho anh em làm việc đấy thì bước đầu tiên khi anh em làm việc ấy thì anh em mỗi cái dòng này là phải gán cho nó một cái mã như này nhá không cách nào khác là anh em phải gán thủ công thôi tí nữa tôi sẽ cho anh em xem một cái ví dụ thực tế nó cực kỳ khủng khiếp như nào ok rồi thì lọc với công cụ filter này trước tiên là anh em phải chọn vùng dữ liệu cần lọc nha chọn tất cả vùng dữ liệu cần lọc anh em chọn từ đây này không chọn cái dòng uh, chữ to này nhé anh em chọn cái bảng tính thôi chọn này bao gồm cả cái cột mã hàng này nhá nếu như chúng ta không chọn cái cột màu này thì nó sẽ không xuất hiện cái lọc ở đây đâu, ok? anh em phải trùm sang cả hai cột trống này ở giữa này anh em có thể là có cột trống hoặc không có cột trống đều được nha. Sau đó sang bước thứ hai là anh em có thể sử dụng tổ phím tắt ctrl shift l hoặc là anh em vào menu data filter data này filter đây, bấm vào đây à, hoặc là anh em bấm ctrl shift l nha, nó đều được computer đó khi này nó sẽ xuất hiện những cái dấu hình vuông có hình tam giác ở trong như này thì anh em bây giờ có thể bấm vào bất kỳ chỗ nào để anh em lọc giả sử bây giờ tôi muốn lọc ở cái cột mã hàng này đúng không ạ tôi có thể cho nó rộng lên một tí để dễ quan sát đó bây giờ tôi bấm vào đây nó sẽ xuất hiện một cái hộp thoại như này bây giờ giả sử anh em muốn lọc chỉ thao tác với cái sản phẩm táo thôi chẳng hạn thì cái bóng vào đây bấm tích vào chỗ silicon này để cho nó bỏ hết đi nhé sau đó anh em tích vào táo sau đó anh em bấm ok đó khi này nó chỉ lọc cho chúng ta tất cả những cái dòng mà có sản phẩm là táo thôi nó sẽ ẩn đi tất cả những cái dòng khác thì bây giờ anh em có thể thao tác trên cái vùng này thoải mái nhá. anh em có thể copy paste anh em có thể auto fill thoải mái như này nhá. nó không hề ảnh hưởng đến những cái dòng nó không hề ảnh hưởng đến những cái dòng mà đã ẩn đâu nhé đó anh em làm thoải mái như này copy paste hoặc là bất kỳ kéo thả như nào ở trong cái vùng mà đã lọc này. đó, đó. rồi bây giờ anh em muốn hiện lại thì anh em làm nào? anh em bấm vào đây, sau đó anh em bấm select all, bấm ok, nó sẽ hiển thị lại tất cả như này. tương tự như vậy anh em có thể làm cho những mã hàng khác, cà chua chẳng hạn. đó, select all để chọn lại. đó. thông thường thì cái cột mã này này nó thường ngay sát ở đây này. Tôi làm như này để cho anh em hình dung ra là cái trường hợp tổng quát nhất thôi. Bình thường thì nó sẽ là như này. Lấy lịch này đi. Đó. Nó sẽ sát sát như này này để cho chúng ta dễ quan sát hơn cũng như là tiết kiệm cái diện tích của chúng ta. Rồi trong công cụ lọc này chúng ta còn có những cái gì nữa này. Anh em vào đây này. Chúng ta có thể filter thêm màu nhá. Filter thêm màu này. Ở đây tôi có một cái màu vàng này, anh em ý nhá. Filter thêm màu này, bấm vào đây. Đó, nó sẽ filter cho chúng ta đúng cái màu vàng này. Đó, anh em thấy tuyệt vời không ạ? thậm chí nó có thể filter theo text này trong này nó có rất nhiều những cái công cụ nâng cao thì cái này bây giờ tạm thời anh em không cần tìm hiểu nha và thực tế khi chúng ta làm việc ấy, chúng ta cũng rất ít khi làm những cái công cụ này rồi trong này anh em cũng có thể shop luôn thì công cụ shop này thì chúng ta tìm hiểu trong bài học sau nhá rồi một câu hỏi đặt ra nữa là liệu chúng ta có lọc được nhiều cái cột nhiều cái tiêu chuẩn cùng lúc không hoàn toàn được. Giả sử bây giờ tôi muốn lọc mã hàng là táo. Và bây giờ tôi muốn lọc thêm một cái tiêu chuẩn nữa, ví dụ như là cái đơn giá nó bằng 6.000. Thì anh em bấm vào đây. Làm tự như vậy, anh em bấm vào 6.000. Bấm OK. Đó, anh em thấy không ạ? Tức là chúng ta có thể lọc với nhiều điều kiện ở trong tất cả những cái ô này, những cái cột này nhá. Anh em có thể lọc thêm tất cả những cái cột này thêm cho nó những tiêu chí khác những cái tiêu chí nào mà anh em cần muốn lọc thêm thì anh em bấm vào cái cột đó rồi thì bây giờ chúng ta muốn bỏ lọc đi chúng ta không muốn lọc nữa thì anh em làm nào anh em bấm vào đây thôi bấm đây này đó, nó sẽ bỏ hết đi không còn một cái gì nữa chúng ta muốn lọc lại cho làm lại tương tự như vậy bước một chọn vùng dữ liệu bước thứ hai là như này như này rồi bây giờ có một lưu ý này nha nếu như anh em không chọn vùng dữ liệu này đầy đủ ấy thì nó sẽ xảy ra trường hợp như này ví dụ ở đây là nó có một cái dòng trống này nếu như anh em không làm chọn tất cả cái vùng dữ liệu như này mà chỉ chọn cái tiêu đề thôi như này này à. mà sau đó bấm filter nhá anh em chọn mỗi tiêu đề thôi sau đó bấm filter này đó thì bây giờ đối game nó sẽ như nào bây giờ tôi bấm vào cột mã hàng này nhá và cũng chọn cái sản phẩm là ở đây là táo đi táo nha táo nha cũng là táo luôn đó anh em thấy không ở đây nó không lọc được cái vùng này rõ ràng nó vẫn còn cam rõ ràng nó vẫn còn râu tây rõ ràng nó vẫn còn chanh đúng không ạ bởi vì sao bởi vì chúng ta không chọn toàn bộ vùng dữ liệu mà chúng ta chỉ chọn cái tiêu đề thôi thì trong trường hợp này Excel sẽ hiểu là nó sẽ lấy cái vùng dữ liệu từ cái tiêu đề này trở xuống cái vùng dữ liệu liên tục thôi khi mà nó gặp một cái dòng trống cái là nó không lọc nữa đó bởi vì chúng ta có dòng trống đây này do đó là khi mà chúng ta filter này bắt buộc là anh em phải chọn tất cả vùng dữ liệu nha bao gồm cả những cái dòng mà không có dữ liệu anh em cũng phải chọn vượt qua nó thì mới được làm lại nha như này này phải chọn như này này đó chứ không được chọn mỗi tiêu đề hoặc là không được chọn cái vùng này mà phải chọn tất nha bao gồm cả những cái dòng mà không có dữ liệu anh em dùng ra chưa ok rồi bây giờ tôi show cho anh em một cái ví dụ thực tế như này anh em thấy nó khủng khiếp như nào đây là một cái bảng lập giá nó rất khủng khiếp tôi cho hết lên anh em thấy nó khủng khiếp không bao nhiêu dòng đây nó hơn một dòng đúng không ạ khối lượng cũng nhiều mà lập giá cũng kinh khủng phần này là anh em lập giá này điền vào những cái thông tin để lập giá này ôi trời nó kinh khủng lắm rồi bây giờ giả sử bây giờ tôi muốn lọc ra tất cả những cái đầu việc là thép chẳng hạn anh em phải làm như này thì anh em quản lý được công việc anh em không đặt mã không làm lọc như này thì anh em rất khó làm việc đó bây giờ lọc cho chúng ta tất cả những cái dòng những cái hàng như đầu việc nào là thép bây giờ ở bên này ví dụ đây là chúng ta lập đơn giá nha anh lập xây dựng đơn giá gốc chẳng hạn bây giờ chỗ này anh em vật liệu mà cho là 11.325 đồng ở đây thì những cái ô này anh em chỉ cần bằng nó như này đó, sau đó anh em có thể sử dụng cái địa chỉ tuyệt đối thì uh, địa chỉ tương đối thì tuyệt đối thì anh em tìm hiểu ngay sau cái bài học sau này nhá đó anh em bấm F4 đây này sau đó anh em có thể kéo thả hoặc là copy đều được cho nó hết cái phạm vi của thép này nó giống nhau mà vật liệu nó giống nhau mà cột vách hay dầm sàn thì một cân thép nó đều như nhau đúng không ạ về vật liệu mà đó sau đó những cái cột này anh em cũng làm được tự này hao hụt rồi là nhân công các kiểu điền vào đây anh em lọc ra như này thì anh em mới nhập liệu mới làm được nhanh còn nếu như anh em không lọc thì là như nào ạ tôi sâu lên cho anh em xem như thế này nó rất khủng khiếp thép nó xen kẽ vẫn nhà những đầu việc khác đúng không ạ đó anh em thấy không thép này hạt khuôn bê tông này anh em thấy không nó rất khủng khiếp nếu như chúng ta không lọc thì chúng ta làm bao giờ cho xong một nghìn dòng này đúng không ạ đó, thì đó là ý nghĩa cực kỳ tuyệt vời của cụ filter này Đây có thể nói là một trong những công cụ mà chúng ta bắt buộc phải làm Khi chúng ta thao tác với bảng tính Đặc biệt là với một bảng tính dài như thế này Ok còn bây giờ bye bye Hẹn gặp lại anh em trong những bài học với rất nhiều những công cụ tuyệt vời tiếp theo Bye bye